Mạo ngữ đến danh kiều quá cầu. Mẹ ông già của ta giờ chết.
con cô bác mình thông cảm, nay đoạn cải lương thiện tâm của tụi em mà. Vậy cậu? Dạ. Ông bầu ơi, sao vậy? Sao mà tự nhiên đang hát rồi tự nhiên ngừng ngang vậy trời, đáng coi hay mà. Thông cảm, hôm nay đoàn có công chuyện gấp và phải ngưng liền. Rồi, giải quyết công chuyện xong rồi rồi nay mai tôi lên. Hát tiếp đi chứ. Hát tiếp đi. Hát tiếp đi. Bà con thông cảm. Hát tiếp đi. Hát đi. Hát tiếp đi. Dạ, thấy chưa, hát tiếp kìa. Bây giờ đoàn em có chuyện gấp giải quyết vô lắm. Thông cảm giùm em đi nghe. Rồi, có gì nay mai tụi em lên đèn hát phục vụ bà con mình. Bầu đế lại. Cái đừng manh động. Ông bầu dạ, sao vậy, có gì không? Má không có chuyện gì, để con giải quyết ngoài này. Má vô chồng má nghỉ nha. Vô. Má con ừ đem vô. Thông cảm bây giờ vậy đi ha, để đoàn em giải quyết công chuyện quan trọng xong rồi cái lên đèn hát phục vụ bà con cô bác mình lại. Bây giờ mời bà con cô bác mình đi giao phòng vé, tụi tôi hoàn tiền vé lại nghe. Rồi hứa nghe. Dạ. Ừ. Dạ yên tâm. Dạ yên tâm. Ủa ông ơi, gì sao con tự nhiên đang hát ông kêu dừng lại vậy ông? Nhân à. Dạ. Chuyện quan trọng lắm. Con bình tĩnh nghe ông nói nghe. Dạ. Ba của con á. Ba con tới thăm con nữa không? Chết rồi. Ông bị ung thư gan thời kỳ cuối. Sau khi chôn cất ông xong, người nhà đã đi tìm con theo di nguyện của ông. Đây là lá thư mà ba con nhờ dì gửi cho con. Nhân con, ngày ba tiệp đến gặp con là ba biết mình không còn sống được bao lâu nữa với căn bệnh ung thư này. Chỉ muốn dành thời gian ngắn ngủi cuối cùng của ba ở bên cạnh con, chăm sóc cho con, để bù đắp lại những lỗi lầm mà ba đã tạo ra. Nhưng khi gặp con, ba mới hiểu ra là ba không thể nào đòi hỏi ở con bất cứ điều gì ngoài việc ủng hộ con theo niềm đam mê của mình. Đây là số tiền mà ba đã dành dùm, nay ba nhờ dì trao lại cho con. Con cất để mà phòng thân, và hãy sống sao cho nên người, giữ tâm ngay thẳng và đạo đức. Ba mẹ sẽ luôn phù hộ cho con trai của ba. Ba yêu con. Con xin hứa không hề dối gian. Nghèo thì cho sanh rách sao cho thương, những lời của bà khuyên rằng con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu tình cô
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiết mục của bé Trọng Nhân. Xin cảm ơn các nghệ sĩ Huỳnh Bá Thanh, Chí Thiện, Vũ Đoàn Chuông Gió và đặc biệt với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Bạch Mai. Con ơi, ông trời sanh con ra để đi diễn á, con như là một cái anh kép hát thực thụ á. Con từ động cuối không có coi gì hết trơn, không có thấy một cái đứa bé mà Trọng Nhân đi thi đâu. Cô nghĩ là nếu như ông trời ông sắp xếp ra cho một cái nghề nghiệp á, thì chắc là cho con cái nghề đi hát, mà còn hát kép nữa cơ, hát chánh á, chứ không phải là hát cái máy dài kia. Ra sang trọng hát hay lắm, cắt tới khúc mà con ôm cái na đến đây rồi con đọc hết lá thơ đó xong rồi cảm xúc này đó hết là ta khóc ngay. Mấy cô chú hình như rất là phấn khích cái đoạn đầu tiên khi mà con diễn gia Tôn Quyền rồi đúng không? Với khi lại mà kêu ngưng một cái là mấy cô chú cảm không thấy chịu, rất là tiếc. Bởi vì đang đã quá. Hay quá. Hát cỡ với cô Việt Hương hay chú Lê thôi là đã thấy con nặng rồi. Bởi vì con mà hát với cỡ này, mà hát với cái bà trời ơi chúa đảo, bà Bạch Mai, trời ơi, tôi hát mà tôi sợ bả nữa. Mà cái thần thái của bả nữa, tôi ra thấy tôi xỉu rồi. Mà con không có bị lắc lư gì hết trơn trời. Ngang tài, ngang sức luôn, con làm đã lắm. Đi gói qua là cô nói rồi, nó qua được ngải bả rồi. Sanh ra đi hát kép. Đúng như cô Việt Hương nói, tổ nghiệp đã cho con một viên ngọc quý của bộ môn nghệ thuật cải lương này. Con ca rất là sáng, rất là chuẩn một anh kép. Cái giọng con rất là bén, rất là sáng. Rồi cộng thêm con diễn nữa, con đã diễn được hai thể loại, xã hội và hồ quảng nữa. Cái đó là cái điều mà để ý vô trong đó mới thấy. Cũng như cái cương trượng của bà mẹ rớt xuống, con chụp hai tay con cầm lên thì tích tắc chút xíu là khi nhìn thấy bức ảnh của ba rồi, quỳ xuống, đưa hai tay cầm cái bức ảnh của ba lên ôm vào lòng. Một cái sự trân trọng, một cái tình phụ tử thiêng liêng. Mặc dù là cha không có nuôi mình nhưng mà ơn trên trời đã ban cho chúng ta có một người cha. Dạ, mời ý kiến của giám khảo Quang Lê. Nói chung lại nãy giờ là lời hay ý đẹp ai cũng nói rồi. Nhưng mà còn Quang Lê thì nói cái riêng kỷ niệm mình thôi. Là hồi lúc mà nhỏ bên Mỹ đó, lúc là năm 1991 thì ở bên đó buồn lắm. Hồi đó đâu có nhiều nhạc Việt Nam đâu. Thì coi cải lương nhiều lắm và coi mấy cái tuồng hồ quảng đó của Bạch Mai. Hôm nay gặp lại cái người mà gọi là đối với Quang Lê là thần tượng trong cái ngành hồ quảng. Quang Lê coi nhiều lắm, xem nhiều lắm. Và mỗi lần mà gặp cái thần thái của cô là say mê lắm. Nhân ơi, cô thấy mỗi ngày con rất là phát triển trong cái con đường của con đi, nhất là cái bộ môn hồ quảng này. Bởi vì cô thấy những cái động tác của con á, điêu luyện hơn. Khi mà con đi xuyến, con đi bằng đầu gối, và nhất là những cái động tác của con vũ đạo như con xoay cái cây vân vân, thì cô thấy nó rất là thuần thục. Và cực kỳ bái phục những nghệ sĩ mà diễn cái bộ môn nghệ thuật này. Bởi vì đây là cái môn mà nó tốn nhiều sức lắm. Ví dụ như khi bà mẹ đi, như mình đời thường thì mình sẽ nói mẹ kêu mình vô ngồi, rồi ngồi đi con, rồi đứa con sẽ nói là dạ cảm ơn mẹ, dạ mẹ. Rồi còn cô, mẹ sẽ nói là ừ à, thôi cho mẹ hỏi cái này đúng không. Còn ở đây là cảm ơn mẹ. Thêm một cái nữa không, bà mẹ già ơi là già, đeo một tấn hột xoàn ở trên đầu. Rồi chưa hết nữa, mất bộ đồ nữa. Rồi bộ đồ, rồi chưa kể nữa. Thay vì như mẹ em thì nói nghe là tới mẹ biểu coi, tới mẹ hỏi này, con này. Cho mẹ hỏi. Trọng Nhân. Dạ sao cô Hương? Cho con người đi. Cảm ơn theo cái kiểu hồ quả. Đây nè, khoan, nghĩ nghĩa. Im lặng. Trời ơi. Cái ý cô là cái kiểu như vậy. Cô Đoan Trang ơi, để làm được cái động tác đi gối đó là tập rất là nhiều. Thậm chí là phải có cái băng gối để bảo vệ cái đầu gối của mình. Cô bận cái đầm đó mà cô đi như vậy là cái đầu gối cô bầm đó nha. Dạ dạ mấy cô mấy chú, giờ để cho con cảm ơn cái đi. Cảm ơn cô Việt Hương đi con, 10 điểm rồi đó. 2, 3. Đội ơn cô Việt Hương. Cô Việt Hương cho 10 điểm nè. Cô Đoan Trang hãy đi gối tới để nói cho con 10 điểm. Vậy thì mình cũng phải đáp lễ, mình đi gối lại, mình đội ơn cô Trang chứ. Đa tạ con. Đi gối lại đa tạ con. Đội ơn cô Đoan Trang. Đau quá. Tẹt cái chân ra nữa là thế hả con? Đứng một giờ lên con. Đứng một giờ lên rồi tạ xuống con. Chưa, mới có 2 điểm mà. Chưa, để kêu 2 giờ lên. Để nghe hai người này. Người này chưa? Hai người này coi cho nhiều. Mỗi một bộ khác nhau đi con. Cho nhiều. Chú rồi Quang Ly. Dạ tạ nha. 10 điểm. Mười điểm. Mười điểm. Đứng một giờ lên con.
mọi người mọi bé. Thôi tội nghiệp nhỏ quá mấy cô chú ơi. Mọi người mọi bé. Bây giờ cảm ơn mà bằng cái chủ đạo tuồng cổ mệt lắm. Dạ. Đâu cô, còn nhiều cái bộ hay lắm cô ơi. Từ ở dưới này bay lên cái ghế chổng cái đầu xuống vậy nữa nè. Dạ đó thôi cô bỏ bỏ cô Hoàng ơi. Bây giờ mà cô bắt nhỏ làm kiểu đó đi cảm ơn cô là mệt lắm luôn á. Dạ mời cô ngồi. Dạ. Thỉnh cô an tọa. Dạ. Coi như là bốn giám khảo mình biết điểm của ba người rồi. Còn cô Thanh Thằng không biết cũng như biết ha. Chút xíu mình biết đi. Mặc dù mình cũng biết là bao nhiêu rồi đó. Rồi, cảm ơn các cô chú lần nữa đi con. Cảm ơn kiểu xã hội đi, tù xã hội nè. Cảm ơn cô chú. À, rồi. Tiếp theo của chúng ta đến từ lớp của thầy Hữu Quốc. Đó là bé Quách Phú Thành và bé Ngọc Tâm sẽ gửi đến một trích đoạn rất nổi tiếng. Nghi Xuân Tấn Lực. Đây là một trích đoạn cải lương. Mà nói đến cải lương thì trong các vị giám khảo đây không ai qua nghệ sĩ Thanh Hằng. Dạ, biết rằng chị đã từng đóng qua rất là nhiều vai diễn trên sân khấu. Vai già chị từng đóng qua rồi phải không ạ? Đúng. Vai hiền. Có. Vai dữ. Có. Vai nghèo. Có luôn. Vai gì ghẻ. Có, cũng có luôn. Vai cô Tắm. Ờ, không. À. Không. Tại vì cô Tắm sợ, chị sợ là cái trái thị nó chứa không đủ chị. Không trái thị nào chứa nổi chị hết hả? Dạ. Nói đụng chạm anh Quang Lê. Được biết rằng chị Hằng đặc biệt là với những vai tính cách thì được khán giả yêu mến lắm. Những cái vai mẹ chồng này, ha, hoặc là vai gì ghẻ này, ha, chị diễn xuất sắc cực kỳ luôn. Trong những cái gì ghẻ, những cái vai bà mẹ độc ác á, có thể kể đến mẹ ăn cám nè, rồi bà mẹ của cô bé Lọ Lem nè, rồi bà Tào Thị nữa. Dạ, chị thích vai nào nhất ạ? Tào Thị. Tào Thị hả? Vậy thì bây giờ mình có thể mình làm thử Tào Thị cho mọi người coi được không chị? Được. Quý vị coi này nha. Đang có một cái gương mặt mà một nụ cười rạng rỡ như trăng rằm. Coi bây giờ bởi nào đổi sắc mặt nè. Nghi Xuân. Dạ có Xuân. Mặt mày mà Xuân cái gì? Cái mặt mày là nếm về ở đợ thì có. Dạ. Mày ở đợ. Qua dạ. Đây ẩm tao qua bên đó coi. Trời ơi. Dạ thưa bà, con không phải là Nghi Xuân. Mày dạ. Không phải Nghi Xuân, mày không phải Tấn Lực. Mày là ở đợ thì mày đi vô trong. Dạ con là ở đợ tên Nghi Ngờ. Dạ. Đi vô. Nghi Xuân, Tấn Lực đâu rồi? Tấn Lực, Nghi Xuân. Trời ơi, giờ này mà chưa có chịu đi ra đồng ruộng. Chưa có chịu. Ra đây, bước ra đây. Tao đã nói với tụi bay rồi, bước ra đây. Tao nói tụi bay rồi, mẹ của tụi mày chết đi, ha? Thì giờ còn lỡ, cái gì khóc? Tao chưa nói làm gì khóc. Còn cha mày á thì ra ngoài biên cương để trấn ải, biên thùy, ha? Để lại cho tao. Tao giữ hai đứa tụi mày, tao mệt quá. Chỉ có cái việc là nấu cơm nè, rồi giặt đồ nè, rồi ra đồng nè, lo cho trâu bò heo ăn nè. Nhiều lắm, cũng không làm được. Cũng không làm được nữa mày. Hả? Đau quá. Đau gì? Hả? Chị ơi, đời ơi. Con đau quá. Vô đây cho mày hiểu. Buông ra. Nói chị em mày buông ra. Đứng qua đây. Tao đã nói rồi. Hả? Phải làm cho đúng đàng hoàng nha. Phải đi ra ngoài đồng ăn chăn trâu cho heo ăn, rồi nấu cơm, rồi giặt đồ nghe chưa. Cái con kia giòn là thấy ghét giống cái mẹ mình à. Tao đi ra ngoài có một chút xíu công việc, tao trở về mà nếu công việc nhà không xong đó ha là tụi bay chết với tao nghe chưa. Cưng ơi ơi, nãy sao á em làm đúng hay làm sai gì á cũng bị gì đánh đòn á vậy? Hay không biết nữa, chắc có lẽ vì nhớ thương cha nên vì có chút bực bội. Mà em nè, bổn phận mình là con á, dù gì có đánh đòn bao nhiêu đi nữa em cũng không được cãi lại lời gì nha em. Em không chịu đâu, kể từ ngày á mà cha cưới dì về làm vợ, hễ á mà có mặt cha thì dì làm bộ thương yêu chăm sóc cho chị và em, còn khi cha đi xa thì chị và em bị ăn đòn tét đít luôn. Người lớn sao kỳ ơi. Cha ơi, sao cha đi lâu quá không về? Mẹ ơi, sao mẹ sớm bỏ hai con để người ta hành hạ hai con vậy mẹ?
bao đắng cay xin dành cho mình chỉ riêng mang. Em ơi ngủ ngon ai à, từng ngày còn ngóng chờ về mơ. Lời ru của chị thay mẹ thay cha chỉ cất tiếng ru. Sẽ thấy mẹ về. Không, em không ngủ, em muốn được gặp mẹ. Em nè, hồi tối hôm qua chị gặp mẹ. Ủa, thiệt hả hai? Ừ, mẹ nói là hôm nay là sẽ về gặp em. Vậy hả hai? Vậy tối nay chị em mình được gặp mẹ rồi. Không, mẹ nói với hai là đêm nay á chỉ muốn gặp có một mình em thôi à. Ủa sao kỳ vậy? À, thì tối hôm qua mẹ gặp chị, mẹ nói là mỗi đêm á chỉ được gặp có một đứa con thôi à. Ý, vậy mau nhắm mắt lại ngủ đi, mẹ sắp về tới rồi đó. Vậy nhớ hai, em nhắm mắt lại nha. Nhớ nhắm mắt lại nha, không được hí hí á. Mẹ sắp về tới rồi đó. Mẹ ơi, con sắp được gặp mẹ rồi. Tân Lực à, mẹ về. Tân Lực, con đừng chạy tới bên mẹ, vì mẹ chỉ về đây với con qua làng sương mộng mà thôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Không có mẹ, không có cha bên cạnh, mẹ đánh con quá trời luôn. Cái đầu con bây giờ còn sưng nguyên cục luôn nè mẹ.
trời đường đào xuôi chi để mẹ đặt xa con nhớ dung đêm ngày mẹ ở đâu sao chẳng quay về đêm nghe tiếng ru tâm đào mẹ ru con đốn đâm vừa lớn lời nằm xuống đi để mẹ sẽ hát ru cho con ngủ. Con ơi con ngủ đi mẹ ru con ngủ đi. Giờ bé bỏ liền hai con ơi. Mẹ ơi không phải vậy đâu, mẹ đừng trách cha mà tội nghiệp, cũng chỉ vì thương hai con sớm mất đi tình thương của mẹ mà cha đi tìm mẹ ghé để cho hai con được chăm sóc nâng nói vậy. Sao con lại nói là đêm nay sẽ không còn gặp mẹ nữa? Chị ơi! Em hồi tối rồi chị. Em biết chị là mẹ và mẹ là chị. Tức là chị ra đây với em đi, chị đừng giả mẹ nữa. Em hứa từ nay em sẽ không đòi mẹ nữa đâu, vì em biết mẹ sẽ không trở lại với chị em mình nữa đâu. Thành công mẹ chỉ ước mơ cho mai sau con sẽ nên sống của đời con, mẹ cho con tình yêu cao quý.
hôm nay. Cảm ơn hai con. Cảm ơn hai con đã mang đến cho mọi người những cảm xúc rất là nồng nàn, rất là những ngọt, rất là ngọt ngào dành về tình mẫu tử. Một tràng pháo tay dành cho hai con một lần nữa thưa quý vị. Và người rơi nước mắt nhiều nhất cho tiết mục của con nữa đó chính là giám khảo Hoài Linh. Xin mời anh ạ. Tôi lại cảm ơn Hữu Quốc một lần nữa. Tức là em đã đo ni đóng giày và em đã biết kết hợp hai thí sinh lại để làm một cái một tiết mục rất là hay. Cái phần trình diễn của hai cháu rất là đầy cảm xúc. Đó là nói về cảm xúc nhé. Và tôi khen về cái phần dàn dựng là cái lúc mà tôi nhói lòng nhất không phải lúc các cháu khóc, ngay cái phần đầu mà tôi nhói lòng nhất là chị hai, chị ra đi. Em biết rồi, em 10 tuổi rồi. Đó, sau khi con dàn trải hết tất cả cái cảm xúc của con khi nói vô ngồi ngủ đi, mẹ ru cho con ngủ cái này nọ, con vẫn làm theo. Và cuối cùng khi mà nói cái đó, tự nhiên chú cảm thấy chú nhói ở trong lòng. Tức là chính bản thân con đánh lừa cái sự suy nghĩ của con để con biết mẹ con vẫn còn hiện hữu bên con, dù mẹ con là vô hình. Cái đó chú cho là một cái phần dàn dựng của thầy con rất là tuyệt vời. Lúc mà coi thấy cái đạo cụ thì cũng chưa đoán được cái kịch bản. Thì đương nhiên là cái kịch bản mà Phạm Quốc Hoa thì cũng đã thuộc lòng rồi. Nhưng mà thấy cái đạo cụ thì Bùi Rơm là đương nhiên rồi. Nhưng mà thấy có một cái hình nộm con lại cũng chưa nghĩ. Nhìn cái hình nộm cứ tưởng tượng như là phim Bùa của Thái Lan. Nhưng nửa đêm cô đem cái áo ra thì diễn cái vai là giấu đi làm người mẹ. Cái lúc đó thì con Lê mới biết là mang ý nghĩa là cái hình nộm Rơm để là cái mục đích là như vậy. Đây là một cái sáng tạo rất tuyệt vời với một người đạo diễn. Và nói gì cho cùng đi nữa thì cũng cảm ơn đạo diễn đã làm một tiết mục quá tuyệt vời cho hai bé. Cảm ơn hai em. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Còn bây giờ thì các con có muốn nghe ý kiến từ bà Tào Thị không? Dạ muốn. Bà Tào Thị ơi, hồi nãy mình ác quá ác luôn á. Bây giờ mình phải làm sao để mình chuột lại nha. Hồi nãy thấy nắm đầu rồi quánh hai con quá trời luôn bà Tào Thị. Nhưng mà chị Hằng là quýnh là kỹ thuật không nha. Tụi con không có đau thiệt đúng không? Cô Thanh Hằng là đánh là kỹ thuật không? Ở dưới nhìn lên tưởng đánh thiệt không? Nhưng mà chú Quốc biết được bởi vì chú Quốc đã từng bị cô Thanh Hằng đánh không có đau miếng nào hết trơn. Con có đau không con? Dạ không. Thôi thì nếu mà không có đau thì tôi cũng xin lỗi hai đứa con là tại vì không có sự tập dượt mà cô lại là làm cho cô hai đứa con có một sự bất ngờ. Nhưng mà thật sự con hỏi chú Hoài Linh thử coi, một nghệ sĩ hài cũng vậy, hát những cái gì khi bước ra sân khấu có những cái gì bất ngờ, hài cũng vậy, chụp bắt bất ngờ, cái đó mới là linh động. Cảm ơn những chia sẻ của chị ạ. Và một lần nữa chúc mừng hai con đã hoàn thành rất xuất sắc tiết mục này. Một trăm pháo tay dành cho hai bé Quách Phú Thành và Ngọc Tâm. Chúng ta vừa chứng kiến bốn phần thi của bốn thí sinh xuất sắc nhất của chương trình. Và trong khi chờ đợi quyết định từ ban giám khảo, chúng ta hãy đến với những món quà đặc biệt mà các thầy cô chủ nhiệm và các thí sinh của chương trình dành tặng cho ban giám khảo cùng quý vị khán giả. Đó là những màn trình diễn kết hợp của thầy cô chủ nhiệm và các bạn thí sinh trong lớp học của mình. Và mở màn cho chuỗi quà tặng đó sẽ là tiết mục đến từ lớp dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh và các học trò.
thưa quý vị, một tiết mục thật là dễ thương đến từ lớp dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh. Đây là những học trò của lớp dân ca cải lương trong chương trình thử tài siêu nhí. Đây, bạn Thanh Trung, Kim Vàng, Đào Đẹp, Tuyết Nhi, Đào vừa đẹp vừa hát hay, Kim Anh, Kép Đẹp, Trọng Nhân. Xin mời giám khảo Thanh Hằng nhận xét về tiết mục nhóm của lớp của Bình Tinh. Nhìn lại cái tình thầy trò, nó đẹp làm sao đâu. Trong thời gian qua, sự huấn luyện của cô giáo Bình Tinh đã để lại cho các con những cái gì kỷ niệm đẹp, những hành trang để các con tiếp bước theo trên con đường mà các con đam mê. Sau giờ học rồi, các con cứ ngồi nghĩ lại, nhớ lại những giây phút nào, giờ phút nào cô đã luyện tập và tập cho các con, nấn nót cho các con từng lời văn, từng câu ca, từng bộ vũ đạo. Thì các con nhớ lại đó, đem hành trang đó tiếp tục theo cái niềm đam mê của các con nữa. Đội của cô Bình Tinh thì hôm nay các con rất là dễ thương, nhẹ nhàng, tuyệt vời. Cảm ơn cô Bình Tinh, huấn luyện viên Bình Tinh đã tạo cho chương trình thử tài siêu nhí những tiết mục rất là đẹp. Những tâm tình của Đoan Trang, Việt Hương, Quang Lê đã gửi gắm qua lời bình luận của cô Thanh Hằng và đối với Quang Lê. Hay. Dạ con cảm ơn. Giỏi. Đoàn kết. Đó trời. Con cảm ơn cô. Hay, giỏi, đoàn kết. Cô ơi. Cô ơi cô, con về rồi nè. Bé Thanh của cô thi đậu rồi nè. Cô ơi. Ủa, sao không thấy cô mà cũng không thấy con Đò đâu luôn. Dạ con chào chú. Chú ơi cho con hỏi cái chú. Sao con? Chú có thấy cô giáo của con đâu không chú? Trời, cái thằng muốn tìm cô giáo thì vào trường vào lớp mà tìm, chứ sao con lại quanh quẩn cái bến sông này. Dạ tại cô của con á là chèo đò ở bến sông này nè chú. Tối đến là cô dạy cho con với lại mấy bạn trong xóm học đó chú. Có phải con muốn nói đến cô Lan đúng không? Dạ đúng rồi chú, biết cô hả chú? Chú chỉ cho con là cô ở đâu đi, để con tới, con nói với cô là con thi đậu đó chú. Cô ở đâu vậy chú? Con là học trò cũ của cô Lan. Dạ. Vậy con chưa biết chuyện gì sao? Dạ tại con có theo ba mẹ lên thành phố một thời gian nên con đâu có biết gì đâu chú. Mà có chuyện gì vậy chú? Có chuyện gì vậy chú? Nước lũ trắng xóa cả một miền quê. Năm đó vì cứu các học trò bơi qua sông mà cô giáo của con bị nước lũ cuốn trôi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thăm rồi tôi ghé về tôi ta. Người xưa đâu xa vắng ai đưa tôi qua đó. Ngô mấp dài bãi quê gió chiều chiều dịu mát tan trâu chậm ngoài đê vẫn đi về lối. Cảm ơn con, Ngọc Thanh. Làm như là con đã có giàu cảm xúc sẵn trong người con rồi đó. Cho nên là khi mà con cất tiếng ca lên á, thì có những cái đoạn khúc nó không có rõ lời gì mấy, vì quá cảm xúc phải không con? Dạ. Thì thôi con chúc mừng con cái tiết mục là rất là hoàn hảo, là tròn trịa. Từ đâu con có cảm xúc dạt dào như vậy? Ở dưới học trường thì con đã nuôi cảm xúc trong người mình rồi. Nên khi lên thì con sẽ lấy cảm xúc rất là nhanh. Cái từ nuôi cảm xúc đó rất là chuyên nghiệp đó con. Tuổi con nhỏ mà con biết được cái điều đó thì rất là tuyệt vời. Chứ nếu như con chạy cà tung cà tăng, con giỡn với các bạn, thì con lên đây con sẽ không có thể nào đầy cảm xúc như vậy được. Chú chúc mừng con. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Oh,
Dễ thương quá phải không quý vị? Đang mùa hè mà nghe bé hát xong cái tưởng xuân đến Tết về không vậy đó. Cảm ơn con, một cái bài hát rất là dễ thương. Mời chú Thanh Bạch góp ý ạ. Ở cái tuổi này giọng của con rất là tuyệt vời. Nhưng mà làm con trai nó khó cái chỗ là khi nó chuyển giọng sang giọng nam, giọng đàn ông. Thì trong giai đoạn này chú thấy rất là đồng ý để con có thể tỏa sáng trong những vòng tiếp theo với sự hợp tác với lại nghệ sĩ Hữu Quốc. Chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Và mời giám khảo Hoài Linh đưa ra quyết định của mình. Chú chỉ góp ý như thế này thôi. Hát thì con hát rất là ngọt ngào. Dĩ nhiên là với cái rướn hơi nó hơi cao so với con. Tuy nhiên cái đó chú không đặt nặng lắm. Chú chỉ đặt nặng một cái điều là vậy nè. Tức là khi con phát âm thì ráng làm sao cho nó rõ ràng cái chữ. Ví dụ như là làm lễ rước ông bà. Khi con hát cái câu làm lễ rước ông bà thì chú nghe cái chữ rước á, nó thành cái chữ rước đó. Nó con hay bị hụt cái chữ như vậy đó. Như làm lễ rước ông bà chứ không có nghe làm lễ rước ông bà như thế. Con ráng cố gắng tròn dành rõ chữ. Ca cải lương là phải tròn dành rõ chữ. Với lại nhờ con những cái chữ mà XS với SS đó con phải sửa lại, chỉnh lại. Cô đồng ý cho con bước vào để con hỏi lên nữa. Cô Thanh Thằng đã đồng ý, chú Hoài Linh nghĩ sao ạ? Bây giờ trước khi tôi ra cái quyết định này thì tôi hỏi nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Thật sự ra thì anh thấy bé hát rất là tốt. Cái quãng cao thì nó tốt hơn cái quãng trầm. Nếu mà anh làm một cái dấu đồng ý thì chắc chắn là em phải gò cái cách phát âm cho cháu cho nó chuẩn hơn. Cái đó nếu mà em gật đầu một cái thì anh gửi, còn không thì anh gửi về nhà. Nãy là Quốc với lại Yến Trang cũng có bàn với nhau là cái những cái quãng cao của con á, ca sáng lắm, mà cái quãng con xuống trầm á, dường như nó bị mất chữ. Đội dân ca cải lương và dân ca đương đại dường như cũng còn nhiều, thì thôi bây giờ tạm chờ một tí xíu được không con? À chưa. Cái phần tạm chờ đó chưa tới chú. Không, nhưng tôi mà chỉ hỏi ý kiến chú cho tôi mà. Ừ, cái là chú phải nhận rồi. Bây giờ chú chỉ hỏi thôi. Mà cái này là chú làm khó em của chú. Khi chú gửi con cho chú Quốc thì chú Quốc phải mài dũa con như một cái viên ngọc để cho nó sáng hơn, cho nó tốt hơn. Yeah. Cho nên là chú phải hỏi cái tay thợ này nè. Dù chú biết tay thợ này là thợ giỏi chứ không phải là thợ bình thường. Bây giờ nghệ sĩ Hoài Linh đã đề nghị Hữu Quốc trả lời yes hay no thì hãy nói ra liền. Đồng ý hay không? Không tôi yes no. Sẽ gửi cho em nếu em thấy không phiền. Có gì đâu mà phiền. Thôi bây giờ nói thì nói. Cái quyền quyết định vẫn là chú. Và chú Quốc sẽ là người nhận lãnh cái trách nhiệm này khi chú Quốc là thầy của con. Chú đồng ý. Chúc mừng con nhận được những sự đồng ý từ các vị giám khảo. Đến với thầy của mình nào. Cố gắng nha con. Wow. Một tiết mục sôi động, hấp dẫn đến từ bé Thiên Thanh. Hai cô bé vừa rồi, quý vị có nhận ra lại không ạ? Bé Thanh Tâm, bé Thiên Kim đến từ lớp của cô giáo Quỳnh Mến. Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, bài hát Ngày Mai, một bài hit của nữ ca sĩ nào con biết không? Dạ là Cô Tóc Tiên. Cô Tóc Tiên hát hay nè ha, nhảy giỏi nè. Con cũng làm được điều đó, nhưng con cái Cô Tóc Tiên không làm được như con. Đố con biết là gì? Dạ, con biết. Cô Tóc Tiên á, không có cái màn lắc tóc như con. Chú nhìn con chú không thấy một cái sự rụt rè nào hết. Chú thấy một cái sự chuyên nghiệp. Chú Nghĩa nói cái vụ mà lắc cái tóc là con hơn cô Tóc Tiên, bởi vì cô tóc ngắn. Còn một cái điều nữa mà cô Tóc Tiên chắc chắn là cũng khó mà làm lại được như con, đó là chống một cái tay mà lộn qua và lúc chuẩn bị hát vô cái phần hát.
Và cái phần vũ đạo rất là nhiều. Nhưng mà chú nghĩ là con còn lên cao được nữa. Cho nên là nếu mà bài này mà lên khoảng nửa tông nữa thì tốt. Hay giờ vậy nè, con hát thử hết mức con ở cái giọng mà cao nhất, cái câu ngày mai ra 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 ra, hát cao hơn cái tông vừa rồi, con hát thử xem. Ngày mai hãy cho tôi ngủ quên, ngắm trong ven bình minh, ngập tràn sương sớm, nụ cười trên môi đẹp xinh. Ngày mai đến bên tôi gần hơn. Rồi, được rồi, cảm ơn con. Rất tốt. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Mời giám khảo Quang Lê. Chú khen con là bởi vì con vừa hát mà con vừa linh động quá. Tại vì con biết mà mỗi khi mà hát nhạc nhảy đó, rất là khó cho ca sĩ vừa cầm mic vừa hát mà vừa nhảy nữa. Tại vì khi mà hát đó, tim đập nhanh là con sẽ mệt lắm. Nhưng con vừa nhảy, nhịp tim con vẫn đánh rất là nhanh. Nhưng mà con không có hụt hơi, con vẫn thể hiện tròn vẹn. Và tới phút cuối, con vẫn làm tốt. Chú thích tiết mục của con. Dạ, cảm ơn chú. Nhìn quân thanh lưỡng sang bên.
Thưa quý vị, đó là bé Huyền Trang. Xin cảm ơn Vũ đoàn Hải Âu. Con ngồi đây, con ngồi đây đó, ngồi đó, đi đó, gái đó. Trời ơi cưng quá. Chú Nghĩa ngồi sau con, giống như là tùy tùng hộ vệ cho con vậy đó. Dạ. Dễ sợ quá quý vị. Dễ ơi. Sợ quá, khủng khiếp bé quá. Bé Huyền Trang làm cho mình bất ngờ quá đúng không? Mấy tuổi những tuần trước con mấy tuổi nè con? Dạ con 5. 5 tuổi thôi. Mấy tuần trước là diễn kịch không thôi, bữa nay hát. Quốc Đại ơi. Dạ. Rất là khó. Tại vì á có 3 bé thôi. Bé Vĩ Dạ nó lại một cái màu sắc khác. Thành ra là bây giờ còn bé Quốc Dương đẹp quá, bận vô nguyên đồ thủy thủ đó. Rồi bây giờ cái cô này vừa hát vừa diễn nữa. Mà xin đây? Chân thành cảm ơn cái vũ đoàn bưng bê nam nữ đẹp quá, tôn vinh cái bà này lên. Bà chút ép xong đứng trên cái bục cao, quay qua nói chị Hằng, trời ơi cưng chịu hết nổi. Bây giờ tôi không biết là đưa ai vô đưa ai ra. Quốc Đại ơi. Phải không chị? Điếm Quốc Dương đó. Cũng đẹp mà. Bé này cũng đẹp, bé Vĩ Dạ nữa. Bây giờ làm sao bây giờ cho tôi về được không? Ban tổ chức nghỉ chấm. Thôi cô Hương ơi bình tĩnh ngồi xuống cô Hương ơi. Cái điều mà làm mình bất ngờ đó là ở cái tiết mục này bé không có diễn kịch như mọi khi và bé chỉ hát. Nhưng qua cái bài hát của bé, cái thần thái của bé ra một vị nữ tướng, nữ anh hùng Bùi Thị Xuân. Quá tuyệt vời trong cái tiết mục này luôn á. Con cho cô đi theo chăn voi cho con nha. Được không con? Chịu không? Ồ, dạ không. Ôi, sao mà cưng sao vậy? Sao vậy? Dạ phải coi lên con voi nó ngã. Trời ơi. Chú Lê lên nó mới ngã. Cô chỉ cho voi ăn mía thôi chứ cô đâu có làm gì con voi. Cưng quá, con hơi sang quá. Dạ. 5 tuổi đời rồi trời ơi. Mà mấy cô chú công nhận không? Hát không rớt một nhịp. Bây giờ đúng sao? Rồi, ba giờ bài sao? Toàn là cũng dạ. Bài là khó đâu phải bài là dễ đâu. Dạ dạ. Dạ cô Hằng, biết cô Hằng cũng nôn lắm rồi nhưng mà giờ mời cô Hằng nén nói lại xíu dạ. Mời chú Quang Lê trước ạ. Bây giờ chú thích con thì chú phải chấm điểm cao thôi. Còn nếu mà chú không thích con thì chú cũng phải đành chấm điểm thấp hơn. Nhưng chú thích con và con dễ thương lắm. Thôi em ơi, em nói câu thiệt lòng nãy em nói chị đi, em đừng có giả bộ, chú không tránh. Giờ nãy... cuối thì Quang Lê nói trời ơi tôi thích quá, đem hình ảnh tôi lên lúc bưng voi ra đó. Cái này là cô Hương của dễ ra nè. Ông nói trời ơi cái này là 9 điểm thôi mà tại vì nó bưng hình ảnh tôi lên. Con dơ thì chú em cho 10 điểm ông Lê này nè. Học quái, bưng hình ảnh ông lên ông quái. Đúng, hồi nãy vậy là cái mê một... lắm. Con mang cái hình ảnh con voi lên, chú thấy giống chú quá. Cho nên chú quyết định là cho con cao hơn 9 điểm. Dạ, cao hơn 9 điểm là bao nhiêu thì mình chưa biết ha. Dạ. Chút xíu mình sẽ biết. Còn giờ mời cô Đoan Trang tiếp lời ạ. Trời ơi, mới có 5 tuổi mà sao thuộc những cái bài hát dạng sử thi như vậy. Thật sự là có tài. Đồ, đạc, trang phục, tất cả mọi thứ trên sân khấu rất là đẹp con ơi. Và nhất là 5 tuổi mà hiểu mình đang làm cái gì. Cái mặt lúc nào cũng đằng đằng sắc khí, không xả dai. Cô chịu. Cảm ơn con. À. Con cảm ơn cô. Dạ, bây giờ thì mời đến cô Thanh Hằng. Nãy là... nếu nói cô Hằng nén nói, giờ mời cô Hằng nói ạ. À. Thôi giờ không nói nữa đâu. Sao cô? Mời bà... rồi, không có dám, không có nói nữa thì mời bà chị vô luôn đi. Bởi vì hay quá đó con, biết không con? 5 tuổi mà mày đặt lời thề non sông. Trời đất ơi. Tôi vừa với bà chị luôn. Mày vừa bước ra cái hàng chứ nó trời Hương ơi. Tôi nói chú quét rồi, chú chưa cao bằng ba cái bậc tam cấp nữa mà lời thề non sông. Mày dễ thương nhất là cái chỗ mà giơ hai tay lên gì nè. Ừ. Hai đó. Tay bả cục ngủng. Tôi đi đứng sao? Gì chị luôn á chị cưng ơi. Gì đâu á. Vô đi chị. Dạ. Chị vô chị. Biết là vô rồi nhưng mà giờ phải cho điểm con chứ. Con muốn nghe điểm ai trước nè. Dạ con muốn nghe điểm à. Cô Đan Trang. Cô Đan Trang, mời cô. Bây giờ chú Quang Lê chứ cô Thanh Hằng là chưa có lộ điểm ra thì cho cô giấu vô một chút vậy đó. Rồi, chú Quang Lê thay mặt cô đi. Rồi, dạ, mình mời chú Quang Lê trước con ha. Dạ. Dạ, mời chú Quang Lê. Rồi, chú cho con 9.5 điểm. 9.5 điểm. Từ chú Quang Lê. Tới ai nữa con? Ai nữa con? Cô nào? Kêu cô Hương khó xử lắm nha con. Dạ. Cô Hương đi ha. Dạ. Ai, mời cô Hương. Cô Việt Hương với chú Hoàng Lê là bạn một, cho nên cô cũng cho con 9.5. 9.5 luôn từ cô Việt Hương. Cô đang tram với cô Thanh Hằng, một lát mình sẽ biết. Chúc mừng con gái. Rừng thơm đôi vắng, nương suối trong thầm thì
vị, đó là cô bé Mẫn Nhi đến từ lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt. Cảm ơn các bé đến từ vũ đoàn ABC Kids và vũ đoàn Phương Việt. Con gái có chút xíu à, dễ thương quá. Hồi nãy chú Nghĩa thấy nha, ở cái bài đi học đó, cái chú kia kìa để con lên trên vai, tuốt trên cao luôn đó mà con vẫn hát. Con không có sợ hả? Dạ không. Con sợ không? Dạ không. Ôi ôi, gan dạ quá luôn đó mấy cô chú. Mấy cô chú thấy tiết mục của bé Mẫn Nhi của chúng ta như thế nào? Mời cô Việt Hương. Con còn nhỏ quá cho nên là chú nhờ tất cả các cô các chú á, hỗ trợ cho con. Thương nhất là cái cô diễn viên múa ha. Lúc mà con đứng không cao á, cô đẩy con lên. Thương hết sức. Cô đẩy con lên y như là lần đầu tiên đi học á, mẹ dắt tay từng bước á. Cô lúc đó cô thấy cái cô diễn viên đó như là viên múa như mẹ con á, dắt tay con từng bước trên sân khấu luôn. Ngơ ngác mới có 5 tuổi đầu. Ngây thơ. Chú đã dạy hát như vậy là ra hát và phối hợp hai cái bài lên. Cho nên là đẩy em lên, cái em lên em hát. Sao em những cái động tác bưng em lên nhẹ nhàng, thanh khiết, đi học y như là đúng vùng miền đó con xuống vậy đó. Nhẹ nhàng, cô rất là chịu tiết mục của con, nhìn dễ thương lắm. Thầy Quốc Đại đã giao cho con mà con đã làm tròn được hai cái bài nhạc như vậy thì còn gì nói nữa. Con rất là dễ thương mà con rất là làm tốt trong cái bài ca của mình. Giỏi lắm. Thấy thương vô cùng luôn vậy đó. Mấy cô khen con nó, con thích không? Thích lắm á. Dạ thích. Thích rồi thì sao nè? Con cảm ơn hai cô. Rồi cô cảm ơn con nhiều. À, chúc mừng con gái nha. Chạy vào trong nè. Chạy vào trong, cảm ơn mấy cô chú trong vũ đoàn Phương Việt và các bạn nhỏ trong vũ đoàn ABC Kids luôn.
Xin chúc mừng bé Vân Anh, con gái vừa mang đến một bức tranh thư pháp tuyệt vời thông qua cái bài hát này của mình. Không biết các cô chú ban giám khảo nghĩ sao? Đối với cô Việt Hương á, thì thư pháp nó một cái gì đấy rất là thanh tao. Cái người viết thư pháp họ rất là nhẫn, nhưng họ rất là tinh túy. Con xuất hiện giống như là thư pháp vậy đó, rất là sắc nét và thả lỏng bản thân. Lúc con xuất hiện với hai cái bông trên đầu của con, cô thắc mắc lắm, con thích gắn cái bông vậy đó hả? Thật ra là em thấy hai cái bông đẹp mà, nó rất hợp với bộ đồ rất là thanh thoát mà chị Việt Hương. Cái gu của em cũng lạ quá ha. Em đứng lên đi Thiện, em đứng lên đi. Ừ đó, bộ đồ giày đó, giày thể thao mà mặc áo ba đờ suy. Nhiệt độ 38 độ C. 41 độ mà mặc vậy đó. Chị Hương ơi, thật ra em rất là chịu biết gọi là hy sinh vì thời trang á. Chùi mồ hôi nãy giờ luôn á. Thiện là hy sinh vì thời trang, mà thời trang của Thiện nó phan thời tiết đó. Đúng rồi. Mình cứ nghĩ đơn giản là thôi, con nít mà bông hoa bông xíu cho bé nó đẹp mắt vậy thôi. Xuất sinh vậy là thấy ít đó, em để cho nhiều lên hoa. Con nít càng nhiều hoa càng đẹp. Em sắp rồi. Mở shop hoa hả Thiện? Dạ không. Thôi bây giờ mình mời tới vị giám khảo khác nè. Cái người này không thích gắn hoa bao giờ ở trơn á con. Cô Đoan Trang. Bây giờ vô tới bài hát nè. Giọng của con rất là sáng, rất là đẹp. Tuy nhiên á, hát phải nhấn nhá hơn. Mặt trời là cha, mặt ta bà ra, bà ra, bà ra. Thầy ở nhà thầy diễn dữ lắm luôn á. Mặt trời là cha, mặt đất là đúng mẹ, rồi. Mặt em. Có nghĩa là nó phải có cái độ lúng liếng của lúng nó. Lúng liếng ở trong không? Đó. Cho nên anh... nhớ nha con, khi mà thầy dạy là mình phải nhớ, mình nắm bắt, mình phải nghiên cứu bài hát đó, mình phải hát làm sao cho nó ra. Cảm ơn các vị giám khảo. Còn bây giờ mình nghe điểm số của hai giám khảo nha. Còn muốn nghe ai trước? Dạ chú Quang Lê. Mời chú Quang Lê. Chú xin tặng con 9.50. 9.5. Cảm ơn chú. Ai nữa nè? Mời cô Việt Hương. Mời cô Việt Hương. 9.50. Cảm ơn cô. Chúc mừng con gái. Tôi thấy lặng lẽ vương sầu, tôi thấy ngày ấy tìm đến đây, tôi thấy thành tháng như mây trời dần dần cứ xa rời tôi. Bản remix của Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Thật là bất ngờ khi với vũ điệu Samba đã đưa vào bài hát này, và làm như nó giúp con trở về
cái tuổi thơ của mình. Chú cảm nhận được cái niềm hạnh phúc khi con được thả hồn vào trong âm nhạc, được thỏa cái niềm đam mê của con. Cảm ơn chú. Trâm Anh, con biết không, trong nghệ thuật thì mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau. Ai cũng có quyền nhận xét với cái cảm nhận riêng của mình. Đó là cái góc nhìn của chú Thanh Bạch vừa rồi. Còn bây giờ là góc nhìn của cô. Vô tình á, cô nhìn thấy con đằng sau hậu trường á, con khóc rất là nhiều. Cô biết á, là cái tuổi của con á, con lớn hơn các em, cho nên các em vô tư hơn con, lọt vào vòng nguy hiểm á, các em buồn chút xíu thôi nhưng mà quên liền. Còn con lớn hơn cho nên con sâu sắc hơn thì chắc chắn là con buồn. Nhưng mà mình phải học cái kinh nghiệm, phải gạt bỏ cái nỗi buồn ra ngay lập tức để trình diễn cái phần này cho tốt. Ánh mắt của con vẫn còn dò xét, vẫn còn phải nhớ bài hoặc là vẫn tìm con chưa tìm được mình. Cho nên cái đó là cái cô tiếc ghê lắm. Thắng hay thua đừng quá quan trọng. Quan trọng là con được trải nghiệm qua mỗi tuần, qua mỗi cái vòng thi, con hát cái gì, con được cái gì. Con hiểu là mình thích cái gì để mình thảo luận với gia đình, với mẹ của mình hoặc là với thầy cô. Để con đạt được cái con tốt nhất, thì cái đó là cái con thành công. Nhớ nha con. Cảm ơn cô Đoan Trang, cảm ơn con. Dẫn đi Nha Trang chơi á. Wow. Còn mình á hả, mình được ba mẹ dẫn đi Đà Lạt chơi á. Wow. Còn mình được ba mẹ dẫn đi Vũng Tàu tắm biển. Wow. Wow. Còn mình thì được ba mẹ dẫn đi Sa Pa, mùa này Sa Pa đẹp lắm. Wow. Trời ơi, ở trong nước không mà cũng nói cho cô hà. Vậy chứ mẹ đi đâu? Cũng bình thường thôi, ba mẹ mình dẫn mình đi Thái Lan chơi. Wow, wow. Sawadika. Wow, chính là bạn được đi máy bay rồi nha. Ước gì tụi mình cũng được đi máy bay nữa. Ủa, kỳ này ba mẹ bạn có dẫn mình đi đâu chơi không? Mình chưa biết nữa. Ủa mà Yến, bạn nói bạn có mẹ, sao mỗi lần đi học mình thấy cậu bạn đưa bạn đi học không vậy? Với mẹ bạn đâu? Đúng rồi, mẹ bạn đâu? Mẹ mình ở bên Mỹ chứ đâu có đây đâu. Ở Mỹ. Mẹ đi Mỹ khi mình còn nhỏ, nhờ cậu mình chăm sóc dưỡng nuôi. Mai mốt khi con lớn khôn rồi, mẹ sẽ về trước Yến đi theo. Là đã nha, đã nha, đã nha. Tụi mình thích ghê, thích ghê, thích ghê. Thương các cậu vô cùng. Chúng ta là anh em. Đến giờ đi học rồi mấy bạn ơi, lấy giấy và kiểm tra nhanh lên đi thôi đi. Đi đi đi. Ủa Yến, sao bạn không đây? Chết, mình bỏ quên mà kiểm tra ở nhà rồi. Chết. Trời ơi, có bài kiếm cha mà cũng đã quên nhà nữa. Không điểm chắc. Thôi Nhi, đừng có chọc Yến nữa. Yến ơi, bây giờ bạn mượn điện thoại của thầy bạn á, điện về cho người nhà cầm ra cho bạn được không? Tôi nghĩ là kịp á. Được á. Nhưng mà cậu mình đi làm chưa có về. Vậy giờ, sao? Sao giờ ta? Yến, có bà nào kêu bạn ngoại kìa. Mình đâu có quen đâu. Mấy bạn chờ mình tí. Chắc bà hỏi đường. Ờ, chơi đi. Mẹ tới đây chi vậy? Lỡ mấy bạn con thấy rồi sao? Sao con đi học mà con quên bài kiểm tra ở nhà? Mẹ nhìn thấy mẹ đem qua cho con nè. Trời, con cảm ơn mẹ vì mẹ về đi. Vậy con đi học ngoan ha. Thôi, mẹ về đi, mẹ về đi, mẹ về đi, mẹ về đi. Mấy bạn ơi, mình có bài kiểm tra rồi. Yeah. Vậy đi vô học. Yến à. Kìa, kêu nữa kìa. Nói không quen mà kêu hoài hà. Sao mẹ không về đi, mẹ ở đây hoài vậy? Mấy bữa nay mẹ bệnh, suốt đâu có qua thăm con được. Sáng nay qua thăm con, không thấy con nhà. Mẹ nhớ con quá. Mẹ đét ơi, ông gặp con mấy bữa mà con lớn như vậy đó hả Yến? Mẹ thương con quá. Mẹ đừng có hôn. Mẹ hôn mấy bạn con thấy rồi sao? Ừ, vậy thôi mẹ đi về. Vậy mẹ về. Chiều đi. Mẹ qua hôn. Mẹ về đi, mẹ về đi, mẹ về đi. Rồi mẹ về liền nè con. Mấy bạn ơi, vô học thôi. Yeah. Yeah.
Trời đất ơi, chiếc xe nó quẹt rồi bắn với số rồi kìa. Chạy ra các bạn, bạn không sao không? Mẹ. Ơi mấy cô mấy cậu ơi, coi đưa bà lão bà bán vé số vô trong cái trường học này coi làm sao. Coi bán làm sao rồi. Có cái ghế đá kìa, đưa bà vô ngồi coi coi làm sao. Lẹ. Trời đất quỷ thần ơi, đi đứng cái kiểu gì hả, thiệt tình. Ơi mẹ ơi. Trời đất ơi, coi chừng bà bị sốt rồi đó. Cái kiểu này bệnh hoạn như vậy nè, không ai chăm sóc mà lại phải buôn bán dưới trời nắng như vậy, chắc là không có người thân, không có con cái gì rồi. Dạ con là bé Yến, con là con của bà bán vé số đó. Con của mẹ. Cô kìa. Mẹ ơi, tha thứ cho con tham hình đua đòi đành quên chữ yêu. Từ nay con sẽ ngoan hơn, mẹ hãy an lòng chung sống bên con. Ôi xin bao vui mừng thấy con khờ hiền ngoan. Con sẽ mãi mãi bên mẹ trọn đời trọn kiếp, dù gian khổ nắng mưa con mẹ vẫn không rời. Mẹ ơi con có lỗi với mẹ nhiều lắm, sợ bạn bè chê cười nên dối dạng xem thường mẹ. Con lại ông trời cho mẹ con mạnh khỏe, để con ôm mẹ vào lòng hó thẻ riêng mẹ ơi. Con ngoan của mẹ. Yến, bà bán vé số là mẹ của bạn á hả? Mình xin lỗi mấy bạn, mình nói láo, mình không có mẹ gì ở Mỹ hết á. Nhà mình nghèo lắm, mẹ mình chỉ là một bà bán vé số thôi. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Lỡ mẹ có chuyện gì con sống với ai? Mẹ không từ nay á, mẹ đưa con đi học đi. Rồi bữa nào con nghỉ học á, mẹ đưa con theo bán vé số với mẹ. Con sẽ dắt mẹ qua đường, con không để mẹ bị vậy nữa đâu mẹ ơi. Con ngoan của mẹ. Trời ơi,
Vậy là mọi chuyện nó xong xuôi rồi nghe. Trời quang mây tạnh rồi nghe. Nè con gái, nín dứt nghe ông nói nè. Thôi không mấy giờ á, con đưa mẹ con về nhà đi ha. Rồi mua thuốc cho mẹ con uống. Hình như mẹ con đang bị sốt đó nghe. Dạ con cảm ơn mấy cô mấy chú nhiều lắm. Ừ. Cảm ơn ông anh nhiều. Ừ rồi. Cảm ơn các chị nhiều lắm. Ờ tôi về nghe. Dạ. Dạ cảm ơn mọi người nha. Bà ơi bà, bà có sao không bà? Bà sao không bà? Bà không có sao. Bà cảm ơn các con. Yến, nãy giờ tụi mình hùng tiền vô được 20 ngàn. Cho tụi mình mua 2 tờ vé số giúp mẹ bạn nha Yến. Mình... mẹ không nhận là mình giận bạn đó. Nhận đi mẹ. Mình cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Không có gì, tụi mình là anh em. Ai, chúc mừng tất cả các con. Chúng ta vừa có một tiết mục rất là dễ thương. Và cảm ơn diễn viên Cao Mỹ Châu trong vai bà mẹ đã hỗ trợ cho bé trong tiết mục này. Rồi, bây giờ các con có thể vào trong nha. Cảm ơn các con. Những thành viên nhí của lớp dân ca cải lương đã hỗ trợ cho Hồng Yến. Và bây giờ sẽ là lời nhận xét từ ban giám khảo. Mời giám khảo Việt Hương. Cô thích cái dàn dựng hơi có chút xíu dàn trải. Và cái view clip á, khi mà chiếu lên á, sẽ lấy lòng được khán giả rất là nhiều. Đặc biệt á, là giọng con chắc lắm. Đi xuống, đi lên, đồ về giọng vẫn vững vàng. Cô lo, tại vì nhiều khi á, con xúc động quá, cái giọng xuống không đủ, lên cũng không đủ, nó mỏng dày. Mà xuống ngon lành, chúc mừng con. À, cái tiết mục này cũng nói lên cái tình bạn, tình thương của một cái thế hệ trẻ, tụi con ở trong lớp với nhau. Rồi cô Bình Tinh lại có một cái sự khôn khéo nhất á, là đưa một cái cô bạn mà chảnh nhất ở trong cái nhóm bạn, một người chảnh nhất mà cuối cùng lại cầm tiền đến để mà hỗ trợ cho mẹ để mà mua 2 tờ giấy số. Cái đó là một cái sự giáo dục cho mỗi một con người. Khi mà mình sống á, mình phải biết thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau. Nói chung á, thì cái giọng của con, cô Diệp Hương cũng nói rằng giọng con tuy rằng trong cái cảm xúc khi con hát con cảm xúc con khóc, nhưng mà khi con ca đó thì con ca chắc lắm, cái chữ của con nó chắc tròn dành rõ chữ. Rồi cái con ca cấn lên chồng lên cái dứt câu giọng cổ, cái đó là nó rất là sáng. Cô cũng cảm ơn con, và chúc mừng con đã hoàn thành một cái tiết mục này rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó có đầy đủ ý nghĩa. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn các cô chú và ban giám khảo. Chúc mừng con gái nha. Rồi, vào trong với những người bạn của mình thế nào con? Hỏng cái ngày gì mà buôn bán á ẩm như vậy ta, từ sáng tới giờ lâu hết cái bàn này cho đến cái bàn nọ mà không có khách nào vô quán uống nước hết trơn hết trời. Ít ra cũng có một người vô hỏi không uống cũng được để nó có không khí sơn tụ, chứ có đâu nhìn qua nhìn lại chỉ có mình tôi thôi à. Quán thì đâu buồn heo à. Thậm chí còn rùi bay ngang qua cổng không có nữa. Chủ quán ơi! Chủ quán! Có khách rồi. Sao anh? Cái gì? Cà phê hả? Có cà phê. Vậy cà phê sữa đá hả? Cũng có cà phê sữa đá hả? Trà sữa trân châu hả? Cũng không có trà sữa trân châu. Uống cái khác được không? Ê, cây vậy do hỏi ra đã rồi bỏ đây là sao? Cây cục đã bắn á mà gặp chuyện gì đâu không à. Bật mình nè, mày móm á nghe. Ờ
thở thì chắc chắn sẽ kêu nó ở đây. Chúng mắng rồi, chúng mắng rồi, chúng mắng rồi. À. Here we go. Điện thoại rung. À, cô Sáu, chắc là kêu nước đây. Alo, cô Sáu quán phở đó hả? Một ly cà phê đen cho khách đó hả? Khách nước ngoài phải không? Mình lấy giá phải chăng thôi. Bình thường một ly cà phê đen 15.000, kỳ này bán cho khách nước ngoài 150 nha cô Sáu. Cái gì? Mắt đâu mắt? Khách nước ngoài nhiều tiền lắm, mình phải biết tận dụng thời cơ chứ. Thôi em muốn bán nhiều không bán kệ em. Được rồi, rồi em mang qua liền. Chỉ còn một khách thôi là mình sống khỏe cả ngày. Ly cà phê muốn nói, nói cùng em cầu gì. Ly cà phê muốn hát, hát cùng em bài gì. Ly cà phê muốn nói, nói cùng em cầu gì. Ly cà phê muốn hát, hát cùng em bài gì. Ly cà phê muốn nói, nói cùng em cầu gì. Mẹ lẹ đi, khách đã đi hết rồi kìa bà, đứng hát hoài. Chừng nào tới thì tới. Trời ơi, bán mà nó dữ quá. Here a coffee, please. Oh, thank you. Coffee Việt Nam, will be fine. Thank you. À, 150,000 Việt Nam đồng, nghe du. Em gì nha cô Sáu? 150 lần đó. Thôi khỏe rồi, thôi bây giờ ngồi đọc báo thôi. Coi có tin gì mới không? Vấn nạn chặt chém khách du lịch nước ngoài ở các hàng quán Việt Nam bán cho khách ly nước mắc gấp chục lần với giá bình thường. Ủa? Sao giống nói mình vậy ta? Mình bán vậy có mắc quá không ta? Bình thường một ly cà phê đen 15.000, kỳ này bán cho khách nước cho khách du lịch tới 150.000. Vậy ông có biết mình bán mắc không ta? Lỡ người ta biết mình bán mắc không quay trở lại nữa rồi sao? Hiểu rồi, hiểu tại sao quán mình bán ế rồi. Cô Sáu ơi, cô Sáu, ông khách nước ngoài còn ở đó không? Còn hả cô Sáu? May quá. Vậy cô Sáu lấy 15.000 thôi nha. Cái gì? Sao rẻ quá hả? Thôi, mình đừng có bán mắt người ta quá. Lỡ người ta biết, người ta không quay trở lại nữa đâu. Lúc đó, mình đâu có ai để bán, mà còn làm ảnh hưởng đến đất nước của mình nữa. Như vậy, nó không có hay đâu. Thôi, cứ lấy 15.000 giùm em đi nha cô Sáu. Cũng may là mình kịp
kịp thời hiểu ra, không làm ảnh hưởng xấu về cách nhìn của khách du lịch khi đến thăm đất nước Việt Nam này. Ly cà phê muốn nói cùng em câu gì? Ly cà phê muốn ha cùng em bài gì? Hai, tôi yêu người Việt Nam này, cả chồng con ha. Bán cà phê đi cô ơi, trời ơi khách đông quá nườm nượp luôn kìa. Quá trời khách đông, lo đứng hát không hết rồi nè. Rồi đi về đây. Ủa mấy cô chú khách vô mua rồi không trả tiền hả? Không bà, nay phí mà là mày miễn phí. Chuột lại lỗi lầm. Thôi kệ ha, miễn phí cho mấy người đó ăn bữa đi con nha. Dễ thương quá cô gái bán cà phê của chúng ta, Hồng Ân. Con thích cái vai diễn này không? Dạ thích. Thích chỗ nào nhất? Cảm thích nhất là vũ điệu cầm chiên. Bài diễn kịch mà bác khoái nhảy nhất vậy đó hả? Chú là chú khoái nhất cái chỗ mà con leo lên cái ghế con ngồi đó, leo ngồi lại mọi người coi coi. Nó sắn cái giò lên sao nè. Đó. Ngồi coi. Cái ghét gì đâu là ghét vậy đó hả? Rồi, dễ thương lắm con. Bây giờ mình nghe cô chú giám khảo nói nè. Dạ xin mời chú Hoài Linh ạ. À. Cái tiểu phẩm này nó có một cái ý nghĩa rất là dễ thương và cái phần dàn dựng của con khá là tốt. Tuy nhiên có nhiều cái điểm mà đây chú không có nói con mà chú nói cái người mà trực tiếp hướng dẫn cho con. Cái thứ nhất là cái hành động nó còn nhiều cái rất là con nít, ví dụ như đưa tay lên hổng có khát này nọ, nhiều cái đó nó rất là hợp với cái tuổi của các cháu, nhưng mà khi đã quy định là một cái cô chủ quán rồi thì chúng ta nên bớt những cái đó đi. Cái dáng ngồi của con là tốt rồi nè ha, chỉ có bỏ những cái gì mà nó con nít quá khi quy định vai con là một cô chủ quán. Cái thứ hai là phải để ý là con đang xài điện thoại là điện thoại bấm bằng bàn phím mà con đi quẹt ngang như vậy là bậy rồi nha con. Con cứ tưởng con đang xài smartphone. Đây cái điện thoại của con đây chú Linh. Đó mà con quẹt ngang là thấy bậy bậy rồi. Tại tưởng chú... dồn xa giám khảo không thấy. Chú khen con cái này nè, tức là con diễn không có người hỗ trợ mà con diễn cái đoạn mà nhìn theo khách đi vô cái quán của phở của bà Sáu đó. À, con làm rất là dễ thương và rất là tốt. Nói chung là con rất là tự tin khi con diễn cái tiểu phẩm này. Còn một cái chuyện nữa là khi con nói con đọc báo là con phải cầm tờ báo, con đọc báo mà con cầm cuốn tập là sai rồi, hiểu không? Chú Linh ơi, chắc con nhỏ quá con không phân biệt được cái nào là tờ báo, cái nào là cuốn tập. Nếu như vậy thì đừng để cuốn tập ở trên bàn, dạ. Đó là cái phần dàn dựng. Không, cho con nói cái này là lúc tập. Trời, cái gì vậy? Báo. Cái gì như xè ra thành giờ 6 con mắt rồi. Mẹ nhớ có 4 xè ra như cái bông vậy. Đó, có nghĩa là tờ báo, bình thường tập là coi tờ báo, còn cái vụ cái tay đưa lên là cũng nói bớt rồi. Rồi cuối cùng ra diễn rồi y chang vậy, để cho thầy hiệu trưởng la tôi, thấy chưa? Thật sự ra thì chú con không có đòi hỏi con là phải làm dữ dằn hơn, bởi vì cái tuổi của mình nó ở cái mức này thôi thì như thế là vừa đủ. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Thưa quý vị, với một người diễn viên chuyên nghiệp khi đứng trên sân khấu á, thì những cái lớp mà độc diễn một mình như thế này á, nó cũng rất là nặng. Đòi hỏi người diễn viên đó cũng phải có cái bản lĩnh sân khấu rất là lớn mới có thể một mình diễn tả được biết bao nhiêu câu chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Ở đây bé Hồng Mân có 4 tuổi thôi mà con một mình con diễn một cái tiểu phẩm dài như vậy, nhớ biết bao nhiêu lời như vậy đã là đáng khen lắm rồi. Và bây giờ thì mình nghe lời nhận xét của chú Thanh Bạch. Chủ đề này nếu lứa tuổi lớn hơn hoặc diễn viên người lớn trưởng thành mà diễn á, nó sẽ không có tính thuyết phục và đáng yêu như con ở lứa tuổi này mà con làm được. Con truyền đạt được cái thông điệp mà làm cả khán phòng phải òa vỡ vì con nhỏ quá mà con làm như thế, con chính là siêu nhí. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Kính chào quý vị
đi anh chị. Dòng loại cuối cùng của đoàn lô tô lệ liễu tới hôm nay. Và quý vị ơi, chúng ta hãy bắt đầu do số. Số gì ra, 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 kể ra con mấy gì ra. Các chị em ơi, mong tốt hơn vì ai gieo cảnh đắng cay cho đường tương lai mịt mờ tăm tối mà lối đi về không có ngày mai vì người ta đã cướp đi đôi mắt của em rồi. Câu số đường bán thang kêu gạo 46 ai kênh có người kênh nào ơi, mấy chú tôi kinh rồi, tôi kinh rồi nè. Trời già má ơi. Mấy chú ơi, mấy chú tôi kinh rồi mấy. Trao quà lẹ lên đi. Trời trao quà đi, trao quà đi. Trao quà nghĩ sao vô đây kêu mấy chú. Cái gì vậy trời? Dạ không, phần quà của anh hôm nay là chính là bình sữa. Trời cảm ơn chú. Rồi rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn anh rồi. Xong chú kêu nhớ rồi đó. Và quý vị thân mến, và dòng loại cuối cùng cũng là dòng loại tạm biệt của tối hôm nay. Rất là hợp với thời tiết mùa hè của chúng ta. Bài hát được mang tên Sao mưa giông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con bánh đẹp nhí. Trời, hay quá vậy? Trời, tôi phát hiện ra quán hay quá, hốt gì đòn lô tô mình đó. Trời, còn lý do là sao? Nói đi con, nói em gì biết đi. Dạ, chú Bảy lái xe có quen với mẹ của con á. Ừ. Nên mẹ con mới nhờ chú Bảy cho con qua gian xe để bánh xe để tìm ba của con. Ba trong đòn lô tô hả con? Ừ. Trời, có đàn ông đâu. Trời ơi, có mà ngủ là cục đêm thôi à. Không có mai gì ngủ lại đêm mà, quan trọng ngủ ở đâu. Ngủ ở với bà đó. Thôi đi má ơi. Trời ơi, ba đang ngủ với bà lộn đi. Thôi dắt đi đây đây nè. Bây giờ con ngủ với bà thì ngủ với bà. Cái gì? Sao mà ồn ào quá vậy? Liễu về, má liễu về kìa. Má liễu. Má liễu. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào quá vậy hả? Tôi mới đi có chút xíu hà. Làm muốn giành cái chỗ của tôi rồi hay sao? Mời má ngồi. Mày mời tao ngồi mà cái giọng điệu mày như muốn ăn thịt tao vậy đó. Nào có. Chữ nào có của mày nó sặc mùi xoán ngôi đó con à. Má, má, má mới làm gì vậy? Tao phớt tà dù mặc áo bà ba. Trời ơi. Nè, tao mới làm ăn cái kiểu gì vậy? Trời đất ơi trời. Hả? Bốn đứa mày, đứa nào đẻ vậy? Trời ơi, má ơi, má ơi, má, má, má. Má, má nhìn kìa cái bụng lấp lấp coi chừng đứa thứ hai đó. Cái bụng của tao là mỡ nhân tạo chứ không phải bầu thiên nhiên nha mày. Trời ơi. Con ở đâu đây? Tại sao tới đây? Dạ, con nghe mẹ con kể á, là lúc mẹ con vừa có bầu con á, là ba con đi luôn à. Sau này mới nghe nói là ba con theo đoàn lô tô. Mà từ nhỏ đến giờ, con không có biết mặt ba của con. Con chỉ mong được gặp ba một lần thôi à. Nhưng mà tìm ba sao vô đoàn lô tô? Ba con lại trong cái đoàn này. Thưa má. Cái gì vậy? Mày, mày là ba đó hả? Không có, định thưa đi ngủ thôi, không có gì. Trời, mà con vô nè má. Vô nè má, ba đâu đi. Đưa đi vô đi. Mày đến đây, đến đây với dì để dì hỏi thăm con một chút. Sao con? Con có biết mặt ba con không? Dạ không. Rồi con có biết tên ba con không? Dạ có. Ừ. Dạ ba con tên Đực. Ờ, quê con ở đâu? Dạ quê con ở Long Xuyên. Có gần chùa bà không con? Dạ có, con có tấm hình của ba con nữa nè. Hình thẻ. Trời ơi, thở còn đầu đinh. Con ơi, rồi con có hận ba con không? Dạ không. Trong lòng dù ba nói lầm chi con khơi vẫn không u buồn, lời khuyên mẹ luôn dạy ba nhưng đều ghé nhớ, con lớn không ngoan phải lo nhớ mẹ già. Thoáng nghe bao lời trẻ thơ lòng giao xe, con ơi yêu giùm nơi đây tấm lòng người cha. Ba đang ở đâu vậy ba? Ba có biết con đang đi tìm ba không ba? Ba ơi, ba ở nơi nào? Con chỉ mong thấy ba một lần. Bao ngày qua con thương nhớ, mất mỗi nụ cười là do ba đã tạo ra. Cứ sao ba đã lìa xa bỏ con tôi cô. Ba ơi hãy về bên con, ấm lại tình. Con à, con đừng khóc nữa. Ba con hiểu được lòng con mà. Rồi một ngày nào đó
con cũng sẽ tìm được ba con thôi. Hiểu cho ba con nghe con. Dạ. Thôi con đi vô ngủ đi, rồi sáng về sớm với mẹ nghe con. Dạ. Đi vô ngủ đi con. Mà dì Liễu ơi. Sao con? Nhìn dì Liễu á, con thương quá à. Ước gì dì Liễu biến thành ba của con. Trời. Con ơi, thôi vô ngủ đi cho nằm mơ con à. Thằng Quân là thằng nào? Cái gì đó vậy? Cái gì vậy? Cái bộ màu vậy? Tôi hỏi bà. Cái gì vậy? Xích vô đây thằng con. Quân là thằng nào lôi đầu nó ra đây? Ủa bộ nó thằng Quân? Nó mới vừa chém đàn em của tôi rạch mà nát mặt. Nó làm đàn em của anh nát mặt. Phải. Sao không đưa đàn em đi mai cái mặt đi mà tới đây làm chi? Không nói nhiều nữa. Bà có lôi ra đây không? Nó không có ở đây mà. Tụi bay. Phá nát cái đoạn lô tô cho tao. Phá đoạn lô tô à? Chị em. Dạ. Đúng. Bây giờ muốn cái gì? Bây giờ là ỉ muốn cái gì? Đừng có ỉ nè nè đàn ông nè, muốn cái gì? Hả? Ê. Bây giờ muốn sao? Nó có cây đó, chị em rút lui đi. Dạ. Rút lui. Rút lui. Ra tay đi. Tôi hỏi bà lần cuối cùng, bà có chịu giao thằng Quân cái này không? Có giữ đâu mà giao. Ngoan cố đúng không? Không có biết mà. Ờ. Tôi mà. Ê, ê, ai da. Má. Ai da. Trời ơi. Trời ơi con ơi, nó đánh con chết con ơi, đừng mà con. Con quỷ thôi, nhỏ. Thôi tha cho con đi. Nó con nít mà. Mày. Thôi tha cho con đi. Bán cho bộ của người ít nhất của mình gái cho kéo. Đem đi. Đó là con nít. Bố ơi nè, mẹ ơi cứu con. Tôi là ba của nó nè. Con. Ba là Đức nè con. Ba. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Sóng Gió Cuộc Đời chuyển thể từ bộ phim Lô Tô của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Và nó là rất bất ngờ khi Gia Bảo nhận lời trong tiết mục này. Bởi vì nếu như quý vị đã xem phim Lô Tô rồi thì biết cái vai Lệ Liễu này là của nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, mà nghệ sĩ Hữu Châu cũng chính là bác ruột của Gia Bảo. Và hôm nay Gia Bảo đã diễn lại cái vai diễn của người bác của mình, mà không phải chỉ là diễn không thôi mà còn giống cái thần thái, đúng cái cách biểu cảm từ gương mặt tới hình thể của nghệ sĩ Hữu Châu. Em nhận cái vai này em cũng rất là lo, mình giúp cho bé thì phải coi cho kỹ rồi phải làm cho giống, mà nhất là mình không có để bị lố, mất cái hay của nhân vật là mất luôn cái tình cảm mà khán giả dành cho bé. Cảm ơn Gia Bảo rất nhiều. Và quý vị cũng còn nhớ Gia Bảo cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt của thử tài siêu nhí mùa đầu tiên. Một tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ Gia Bảo. Cảm ơn Bảo nha. Không biết rằng Bình Tinh đã bằng cách nào để có thể thuyết phục được đạo diễn cho mình dàn dựng lại dựa trên bộ phim ấy trên sân khấu này? Bé chưa bao giờ biết diễn xuất là gì. Từ đó giờ bé chỉ biết đứng, bé cầm cái mic và bé ca thôi. Chọn cái này thì tự nhiên có một cái nguồn cảm hứng, Tinh lại nghĩ ra một cái màu sắc lạ lạ cho chương trình. Rất là mê cái phim Lô Tô, cho nên thôi thì mình cứ xin một cái mảng miếng ở trong cái Lô Tô để mình đưa vào đây cho nó có một cái sự mới lạ và cho bé có một cái sự diễn xuất nhẹ nhàng để gửi đến cho tất cả quý vị, và hy vọng là bé sẽ gây được sự yêu thương cho quý vị giám khảo cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại nơi đây. Cảm ơn Bình Tinh rất nhiều. Và hôm nay con không chỉ hát hay không đâu mà con diễn cũng tốt nữa. Mời cô Đăng Trang. Wow, quả là một tiết mục đô rất là nặng, làm cho Trang nhớ hồi nhỏ trong xóm, lâu lâu ở trong sân vận động có những cái đoàn Lô Tô về, cái gốc rất là thật. Đâu đó vẫn còn có những người mơ ước muốn được bước lên sân khấu, muốn được diễn, muốn được hát. Cứ thế người ta sống với nhau từ trong những cái đoàn như vậy đó. Và chỉ lên hát rồi diễn để thỏa cái đam mê của người ta. Cô Tinh ơi, cô rất là tinh. Cô làm cái tiết mục này gây một cái cảm xúc nó rất là, nó giữa hài, nó qua bi. Rất là hay. Bốn cái chú làm Lô Tô, bốn cái cô đó đó, diễn xuất quá tự nhiên và quá sức có duyên đi. Rồi sau đó là kết cái màn duyên dáng đó để xuất hiện một cái giọng hát của con ra bài Xa Mưa Dông. Rất là dạt dào, làm cho người ta từ đang cười mà cười ra nước mắt luôn. Nó qua một cái cảm xúc khác rất là hay. Còn giọng hát của con á, cô nói thật, những cái câu đầu tiên con hát ra, cô ráng cô tập trung cô xem, y như là mở đĩa vậy đó. Bởi vì tất cả những cái vị trí âm thanh con đặt rất là chính xác, cho nên cô nghĩ con là một trong những đối thủ rất là đáng gờm. Chúc mừng con, chúc mừng cô Tinh. Dạ. Cảm ơn cô.
Hát quá ngọt ngào, đặc biệt là ngay cả những cái đoạn về cảm xúc con vẫn giữ được cái giọng của mình. Chú Nghĩa rơi nước mắt với con luôn ở cái bài mà Lý Tương Phùng khi con hát cùng với chú Gia Bảo, nó quá hay. Xin mời cô Thanh Hằng ạ. Trước tiên thì Thanh Hằng cũng xin cảm ơn Thử Tài Siêu Nhí để cho chúng ta tìm được những cái siêu nhí rất là có tài. Mà cũng cảm ơn tất cả huấn luyện viên đã có tài để tìm ra những tiết mục rất là hay, mới mẻ hơn, đẹp đẽ hơn, vi diệu hơn nữa. Cái tiết mục này phải nói thật sự là những sự hỗ trợ của các cô, các chú, đặc biệt là Gia Bảo đã đưa con lên, làm cho cái cảm xúc, cái tiết mục nó càng cao trào thêm nữa. Chúc mừng con, cảm ơn huấn luyện viên Bình Tinh rất nhiều. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Mời cô Việt Hương. Cái lựa chọn này đó là một cái lựa chọn táo bạo của Bình Tinh. Tại em đang dựa trên một cái vai diễn của người khác để đưa bé lên. Thì bốn cái cô chú làm rất là đẹp đẽ, chỉnh chu, sang trọng. Và tôi cũng đã từng hát cho những sân khấu đó. Và bốn người hồi nãy làm cho Việt Hương chấp nhận được một cái sân khấu lô tô hiện thực ở trên đây. Và quý vị khán giả khi không được xem phim lô tô vẫn hiểu vấn đề đó là một cái buổi nhạc. Cái thứ hai, khi xuất hiện nhân vật của đứa bé hoàn toàn tôn vinh được con. Giọng hát con rất hay, những kỹ thuật là cô Trang đã nói rồi. Điểm nhẹ đó là chú Gia Bảo rất khôn khéo dằn cái cuối cùng. Tôi là ba của nó đây, gỡ cái tóc giả, đèn follow lên, chỉ follow vô hai nhân vật và hai mảng đời. Cúp thì khi cảnh đó khán giả mới khóc. Còn tất cả những hồi nãy tới giờ dẫn đường dây rất căng, căng thẳng và để cho người khác mới hiểu được cái lô tô là cái gì, đang chích ở đâu và làm cái vấn đề gì. Đó, cho nên đây là cái khôn khéo đan xuyên của những người chưa bao giờ coi phim. Nhưng mà các cô chú ngày hôm nay đã tôn vinh và làm cho tôi tin tưởng rằng một cái đoàn lô tô có tình nghĩa, sạch sẽ, con hát rất hay, kỹ thuật rất tốt. Chào đón con vô chung kết. Cảm ơn các vị giám khảo. Đây là một cái sự lựa chọn táo bạo nhưng rất là khôn khéo của Bình Tinh. Trên một cái sân khấu này quá nhiều kim sa hộp lụ. Từ các cô chú khác, một cô bé áo trắng đơn sơ với một chiếc ba lô cũ kỹ xuất hiện với một cái giọng hát thiên thần. Thì điều đó tôn vinh con lên rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn cô giáo Bình Tinh đã làm một tiết mục tuyệt vời dành cho học trò của mình. Đến với cô giáo của con đây nè.